Kate bảo là nên đọc. Và bản thân Châu thì Châu cũng rất là thích Michelle Obama, là một người phụ nữ mà biết cân bằng giữa cuộc sống này, công việc này. Kate bảo là Châu vẫn hơi trẻ để đọc quyển này, nên thôi mình sẽ để dành, mình sẽ đọc mấy quyển này trước. Ngay tới giờ là đợi được 4 tiếng rồi. Bây giờ thì hai chị em đang ngồi đặt Amazon. À, Châu mua Alexa, ngồi từ xa điều khiển, bật đèn, bật nhạc, tivi, bật điều hòa, lăn lông chó mèo này. Trời ơi, con Sa nó rụng rất nhiều lông. Châu bị mất cái sạc cho bàn chạy răng của mình nên phải mua lại. Không biết là có đủ vali mang về không nữa. Mình lúc mình mang đi đã tận 45 cân rồi. Mình được 64 cân hành lý. Hiện tại thì Châu với cả anh Thành Phạm, mình đang ở thành phố San Francisco cùng với cả Samsung. Hôm qua thì hai anh em đến là chỉ có ăn tối này, xong rồi không có làm gì. Say rồi. Say một chút thôi. Thì anh muốn nhắn mọi người là ở kênh của em sang subscribe cả kênh của anh. Những người xem của em là nữ hay nam nhiều hơn? Chết rồi, các bạn nữ nhiều lắm. Nữ nhiều lắm. Hello các bạn. Tôi chẳng biết là trên mạng anh ấy như thế nào ấy, nhưng mà ngoài đời kiểu từ nãy giờ đổ bát không nữa. Không phải là anh làm đổ mà là anh để như này. Ok thì vẫn là anh làm đổ mà. Kinh vậy, phá hoại vậy. Sau một ngày đi outlet buổi sáng nay, mình mua được 3 đôi giày. Trời ơi, là những đôi giày mình rất là thích. Đây là giày Châu mang đi lần này. Đây là đồ Châu để sẵn để ngày mai mình sẽ mặc, vì mình sẽ chỉ ngủ có vài tiếng thôi là phải dậy. Khung cảnh người con gái ấy lúc nào cũng là đang đi làm việc, mặt đang rất là nhăn nhó. Thôi che đi đã nhá. Buổi sáng nay sau khi mà đi về là tầm 3-4 giờ chiều rồi, hai chị em đã tranh thủ đi chụp thêm hình để up cho mọi người cùng coi. Lần nào đi Mỹ á là hình của Châu mặt rất kiểu nhìn một cái là biết là đang thiếu ngủ. Hôm nay tôi đã tỉnh dậy rồi. Và đây đã là ngày thứ 3 ở San Francisco. Wow, hiện tại thì tất cả mọi người đang ở trong Starbucks để mua đồ ăn sáng. Hôm nay thì mình đã chính thức là ngủ đủ 5 tiếng, 6 tiếng gì đó. Và bây giờ mình đã rất là tỉnh rồi. Hôm nay sẽ được đi tham quan, đi chơi, chụp hình. Hiện tại là cả đoàn mình đang đến khu The 17 Mall. Thì ở đây sẽ có 17 trạm dừng chân. Hiện tại thì mình đang ở một cái trạm dừng chân số 10. Điểm đặc biệt của trạm dừng số 10 này chính là cây tùng ngoài kia, là biểu tượng của khu Monterey. Lấy cả cái gần và cái xa ấy, cho chuyển về trạng thái gần đi. Chuyển cả xa cả gần chị. À gần đây đúng không? Xa này. Uầy, đẹp đấy. Để em giới thiệu cho anh nhá, là qua bao nhiêu là khó khăn cũng như là biển cả rồi sóng rồi thời tiết mà cây vẫn sống và khỏe mạnh. Nó tít trên kia mà. Thì nó là một sự phát triển và một sự vững mạnh của khu Monterey. Anh chụp lại cây đi xem nào. Đúng rồi, zoom vô. Đẹp đấy, chụp đi. Đấy, một người chụp xong rồi hai người cùng up. Lâu rồi không được hít một cái không khí trong lạnh như này, thông hết cả mũi. Các bạn biết gì không? Mình gặp một nhân vật rất quen thuộc. Trời ơi, người ta xinh đẹp thế này, người ta bụng thon, trả bù cho Santa và mình. Santa là mình chán lắm ấy. Trời ơi, nhìn đi Santa ơi, con nhìn người ta này. Mẹ nào con đấy, ăn nhiều quá. Cái gì á? Vừa nói chuyện với nhau là vì tại sao mà con cún nhà anh Thành lại tên là ớt. Mình là một người mẹ kim. Mình được biết là cổ sinh kim. Và đấy là lý do mình đặt tên cho chó mình là ớt. Nhưng trái đất. Nhưng mọi người đọc tiếng Việt là ớt. Là quả ớt. Chụp cha, cái này của chị Kết này. Chụp cha, chụp cha.
và đây là của Châu. Về ăn nữa. Bon appetit. Vặn hả? Ờ, thế em phải vặn lên để cho nó. Sau một buổi tối thì chúng mình đã đi ăn về và ngày hôm nay đã rất là dài rồi, mình phải đi về đi ngủ đã. Và mọi người biết gì không? Trước khi về đi ngủ mình gặp một nhân vật rất đặc biệt. bạn kia bên phòng đang phải ngủ làm gì đấy? Đó là mất rơi mất điện thoại này, rơi mất thuốc lá này, rơi mất một lửa này, rơi rất nhiều đồ và bây giờ thì là đã quên chìa khóa trong phòng rồi nên phải quên lượng. Bye bye. Này. Bye. Subscribe kênh của mình nha. Không. Thảo phản đó. Tao buồn ngủ lắm rồi ấy, rất buồn ngủ rồi. Xin chào, lại là một ngày mới và hôm nay là một ngày mà quan trọng nhất. Đó chính là ngày diễn ra event sản phẩm mới của Samsung. Yeah, và lần nào mà sản phẩm mới thì cũng có rất là nhiều tính năng mới cũng như là có rất là nhiều thứ để mong đợi và bây giờ mình sẽ đi nhé. Ra lên xe thôi. Welcome, hi. Sau khi đi vào ở chương trình mình có thể if I'm being true, I must say that I know what you're going through. Oh, good. All the funny stuff that's going through your head now. Có lẽ lần này, bữa ăn tết lần này thì Châu mong chờ nhất là về camera. Châu đã nghe được rất là nhiều thông tin là camera lần này rất đỉnh, có những cách zoom 100 lần. So excited. Anh mong chờ gì nhất hả Thái? Kiếm sản phẩm mới sau khi được công bố và ngay sau hôm nay anh sẽ được nhận điện thoại mới. Anh yeah! Chuẩn bị có điện thoại mới. Ok, chúng đi vào thôi. This device is an icon, a standout smartphone for people who want to stand out. Your birthday, the Lord's Advocates. With the world's first hole punch camera in foldable display, you get the same smartphone have a tiny, tiny gap between the hinge and... Capture a moment in 8K, share it with your friends, watch it together, all through the S20. Tôi đang đứng ở khu trải nghiệm sản phẩm và sau khi mà mình xem các tính năng sản phẩm thì bây giờ mình không thể nào mà chờ hơn được nữa. Mình sẽ ngay tại đây, nhưng mà ở đây cũng rất là đông người nha, mình sẽ xem rất là bên ngoài đó, rất đẹp, rất đẹp. Ultra. Và cái tính năng mà mình kiểu đã háo hức từ trước buổi này đó chính là tính năng về camera. Lừa anh cầm. Ok, tính năng Space Zoom lên đến 100 lần và quay video 8K. Anh Thành thích màu đen hay màu xám hơn? Màu đen chứ. Màu đen là em thích màu xám hơn. Năm nay mình kim ra không hợp màu đen nhưng mà năm nay là màu đen. À thì là năm nay thôi à. Ok. Em thấy anh có vẻ như là rất háo hức để quay vlog 8K rồi đấy. Và mỗi lần mà tính năng làm bật hiện lên một cái, được giới thiệu một cái, tất cả mọi người vỗ tay vô. Vì quá háo hức. Mẫu mã lần này rất là đẹp, rất là nhiều những tính năng mới. Chắc chắn là hôm nay là buổi rất là thành công của Samsung. Nếu như mọi người hỏi là tai nghe mới của Samsung dùng từ thế nào thì có thể nhìn anh Thành. Anh có nghe em nói gì không? Thành công quá tốt đúng không? Không nghe em nói gì và không quan tâm. Không anh trả lời em. Sau khi mà về thay đồ nghỉ ngơi 30 phút thì chúng mình đang trên đường đi tới Green Lounge. Ờ đúng rồi. Đây là lần đầu tiên ý, anh Thành uống cà phê sao ấy? Thế nào? Cà phê. Cà phê đây. Từ bây giờ là chúng mình sẽ dùng máy mới để quay vlog luôn. Cà phê được làm. Chào mọi người. Và hiện tại chúng mình đã xếp hàng để báo. Vui là vì mình đang nhìn thấy bánh ngọt. Em phải ăn bánh ngọt thì em mới lên giường, mà em nói lắm rồi, không được không có gì hết.
cục luôn à? Chiếc cầu mà được picture trong phim Phép Thuật, mà có nhớ không? Bây giờ thì đứng ở đây rất là xa, mình không thể nhìn thấy từ đây này. Bây giờ mình phải zoom lên. Mình đang dùng chiếc... Giá mà. Đây mình chỉ là zoom 36 lần thôi nha. Mình thử zoom vào cái cột này. Wow, 100 lần này. Còn vì mắt thường mình sẽ không thể nào mà thấy được. Chất lượng vẫn khá là cao, chứ sẽ không bị kiểu nhòe mờ. Chất lượng 108m, 10 lần thôi. Trời đất ơi, rõ hơn mắt thường luôn. Bây giờ mình sẽ nhìn xem là anh Thành có chiếc mụn nào trên cổ. Có một chiếc mụn nào cả, tay thì có vài sợi lông thôi. Wow. Nếu mà bạn gái Mimi có một chiếc máy giống mình thì có thể đứng từ xa nhưng vô cho anh Mimi đang ai. Cả một chức năng nữa mà Châu rất là thích ở chiếc máy này là mọi người có thể vừa quay, sau đó là vừa có thể kết trở lại cái ảnh cũng như là cái boomerang ở trong cái video đấy của mình cùng một lúc, và mình không cần phải vừa quay sau tắt đi lại chụp, tắt đi lại quay, rồi tắt đi lại boomerang, mà tất cả đó chỉ cần trong một video thôi. Như vậy, vào đây này, đó, vào đây này, đó. Trong cái lúc mà mình quay á là máy sẽ tự động xem cho mình những cái text nào mà đẹp, họ sẽ lấy lại cho mình ảnh này, cũng như là cho mình lại cái boomerang những phần mà đẹp nhất. Xem nhé. Em thấy là đấy, ngoài đấy thôi có rất là nhiều bức ảnh vào cái video. Welcome to the Young Museum. Thì nó ở đâu ấy? Bảo tàng chị. Bảo tàng chị không biết ạ. Mỗi lần mà mình lên những cái chỗ mà cao này thì bạn chỉ chụp được toàn cảnh đúng không? Nhưng mà khi mà có phone thì chúng mình có thể zoom in zoom out. Bây giờ mình nhìn cái ông đang đi bộ đây nhá. Mình nhìn được cả biển từ xa luôn, mà từ đây mình nhìn được cái biển. Đọc được không? Rose Garden. Mình còn nhìn được cô này hay là cô chú. Ô, tóc dài. Đúng với Châu đang làm gì? Châu đang quay cái chức năng là quan sát. Là khi mà mình quay một cái đoạn liên tục thì máy sẽ tự động cho mình cả video, cả hình ảnh và cả boomerang. Sẽ tự động tìm được những cái khoảnh khắc nào mà ổn định cũng như đẹp nhất để làm hình ảnh cho mình. Mình không phải tắt đi bật lại hay là chụp nhiều lần mất nhiều thời gian. Đây mình có cả video này, và mình có cả boomerang này để post Instagram story. Ê. Tại vì anh này anh nhảy chả khác gì nhau ấy nên nó sẽ chỉ như thế thôi. Bữa trưa cuối cùng của đoàn mình. Lần nào gọi đồ ăn ở Mỹ là mình cũng hốt hoảng vì phần quá nhiều quá to. Anh ơi, sao mày đi Thành? Cái gì? Sao mày đi đi? Slow down đây. Được, kéo nó lên, kéo nó lên. Sao mà béo được, còn là điêu lắm luôn đi.
Mọi người ơi, sau khi mà dựng video xong thì mình nhận ra là hôm trước mình jet lag quá, mình chưa quay đoạn kết cho mọi người. Mong là mọi người sẽ thích video. Rồi bye bye mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Hãy theo chân Châu ở Milan Fashion Week và Paris Fashion Week nhé. Châu bị lạnh quá và kiểu bị jet lag quá nên mình cũng bị kiểu líu lưỡi. Bye mọi người. Bye.